Ayo, nếu bạn mà muốn mua robot giá rẻ uy tín thì có thể đến với shop robotviet.com. Ở đây là shop bán robot uy tín luôn. Bên cạnh đó thì shop còn những trải nghiệm như là bán hạt Roblox các loại tùy theo các loại game mà các bạn muốn nè, hoặc là game pass và cài thuê luôn. Ở shop Robux thì còn có nhiều game hấp dẫn khác như là vòng quay may mắn nè, lật thẻ vui vẻ. Cơ hội các bạn có thể nhận được nhiều Robux hơn nếu mà các bạn gặp may mắn. Hello mọi người, mình là Mai Phương đây và chúc mọi người có một buổi chiều vui vẻ nha. Thì lúc sáng mình có up một cái video là lấy hai vật phẩm miễn phí. Bạn nào mà chưa xem video này thì vào kênh của mình xem lại nha. Đến với tựa game này thì bạn nào có premium thì ngày hôm nay đăng nhập sẽ nhận được một cái áo miễn phí. Và thêm 3 ngày nữa sẽ có một cái quần miễn phí. Xin nhắc lại là ai có premium mới lấy được nha. Còn những người mà không có premium như Mai chẳng hạn thì Mai không thể nào lấy được. Mai chỉ lấy được cái hàng dưới thôi. Đến với tựa game thứ hai thì rất là dễ lấy cái ba lô luôn. Lúc đầu thì mình cứ tưởng đâu á là cái đó là cái cúc cài áo, nhưng mà thật ra đó là cái ba lô. Bạn nào mà đã từng chơi game này rồi thì chỉ cần đi thẳng vào trong cái tầng thứ nhất là được. Vào trong đây nè, các bạn nhìn ở góc trái á, nó có một cái hình logo như là cái bản vẽ á, mọi người thấy không? Đó, mọi người lướt vào đó để chọn một cái team bất kỳ. Khi mà chọn cái phần team đó xong thì nó sẽ có quy hiệu ngay. Mình chọn đại nè. Nó xuất hiện quy hiệu rồi, tức là các bạn đã có ba lô rồi á. Còn đối với bạn nào mà chưa từng tiếp xúc với tựa game này thì Mai đã có vào một cái con ngạc là chưa từng chơi game này nè rồi. Cho những bạn nào mà chưa vào không biết đường lấy á thì các bạn chỉ cần xây dựng cho có một cái tòa nhà như thế này. Sau đó thì bước vào cửa cho mình nha. Và trong đây rồi thì nhiệm vụ y chang như là cái đoạn nãy luôn, là các bạn click vào cái bản vẽ và sau đó chọn team cho mình là sẽ có được cái vật phẩm là ba lô. Siêu easy luôn. Bây giờ thì đến với cái chuyên mục là review xem vật phẩm đó đeo vào nó sẽ như thế nào. Nó nằm ở cái phần cánh nè, phần khoác. Đây, một cái ba lô. Khá là ổn áp luôn. Nếu là ba lô thì mình dành lời khen là cũng khá là ok. Còn nếu là cái cúc cài áo thì chắc nó sẽ rất là nhỏ và kiểu như là đeo không đeo vậy ấy. Cái ba lô này cũng khá là đáng lấy nha mọi người, nên tranh thủ vào để lấy nha. Ok, bye bye, hẹn gặp mọi người ở những video và phẩm miễn phí tiếp theo.